Rồi hai đứa khóc rồi. Ok. Để Bạch Mai đòi đi qua đây giữ đám cưới luôn đó. Thương quá trời thương. Cô dâu làm tóc và bạch kim nè, cưng quá thì cưng luôn. Thôi không có khóc, em đem đồ ra nha chị. Không khóc thì ngày mai khóc tiếp. Trời ơi em, nó giống cái nhồng chị sợ luôn. Bé Cưỡng thì giống mợ đúng không? Đã tới, đẹp quá. Quay một chút chút về cái cảnh Christmas cho cả nhà thấy. Đây là Hotel Double Tree. Bình Tinh nó khoái ăn cà rem đây nè. Em biết Bình Tinh nó thích cà rem nè. Vô đây nó thích nè. Sơ sơ. Mời cả nhà. Bữa ăn gia đình cả nhà mình tươi. Đủ rồi. Rồi giới thiệu đi. Giới thiệu các em tôi. Hôm nay là một cái ngày mà chúng tôi chuẩn bị đám cưới. Ngày mai sẽ công bố đám cưới đứa nào. Chắc chắn không phải em rồi. Đây đám cưới của nàng này. Và của này em tôi. Em tôi trời ơi, vậy là đang phải em tôi hả? Đây em tôi. Không, hôm nay là hôm nay không phải nha. Ờ, phải. Hôm nay là bên đàn gái này, bên đàn trai. Ủa chị Khe hả? À, chị Khe, ờ chị Khe. Nhưng mà cái lobster này qua đẹp quá nha. Ngon. Bà chạy như thế thì làm gì làm chẳng ăn ở tại chỗ thì nó ngon hơn. Tại chỗ nó ngon hơn thì nó kem hơn. Ấy mời đi, mời nha. Mời vô. Cảm ơn ông xã quay cho tụi em. Rồi, bữa nay là làm để quyền lớn để quyền nhỏ. Ôi dạ, trời ơi. Đây ai là à, em của Bình Tinh. Yes. Ở nhà quá. Rồi. Dạ. Em không những ngon không? Cơ hở là ăn. Nữ nghệ sĩ Ngọc Quyền đang đây rồi. 10 ngày nữa biểu diễn cái chương trình của trung tâm tiếng Nga. Cái này không phải là ăn nha. Nữ sĩ Quyền không ăn nha. Nữ sĩ Ngọc Quyền đang đây ở. Tiệm kem này là hai kinh rác mà nó đổi tên là Mạp Mạp. Ngon lắm trời luôn. Cái này là Peppermint Dark Chocolate. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hai chị em nha. Dark Chocolate không có mập đâu. Béo thôi. Không mập đâu. Không mập. Không mà hơi béo, hơi béo thôi. Béo thôi, hơi béo. Ngon chưa em? Ngon quá thì ngon. Hấp dẫn không? Chị đó nói chị chọn cái kem nào là phải ngon cái kem đó. Kem sầu riêng hay gì? Không, peppermint đá. Kem sầu riêng. Không, kem mình được phân tên là Mạp Mạp. Kem Mạp Mạp. Ôi ơi, ngon quá. Bình Tinh ăn miếng chocolate đó. Em đang ăn đó, nó khe khe đó. Đã không? Chocolate nó khe khe. Đó là min đó, peppermint. Mà nó lại đắng mà nó không có ngọt lắm. Người ta ăn đây ít là người ta ăn chocolate đắng đó. Chocolate đắng. Bởi cho nên khi mà chị ba của em nói mà chị ba em đây rồi. Đây rồi. Bạn
đi sớm là được rồi. Mê ăn lắm. Sao vậy? Người ta ăn cho no bụng mới có sức khỏe mà đi tới bây giờ. Hồi nãy má ba nghĩ đi, má ba đói, anh ba đói, em cũng đói. Đi rất là vừa đói mà tốn tiền nhiều nữa. Dạ. Phải xài nhiều. Không, mới xài có mới năm mấy triệu thôi. Nên nữa ăn rồi đó. Tiền Việt Nam nhau phải năm mấy triệu tiền Mỹ nha, tiền đâu xài. Tính đổi ra bên đây ta có 1,000 mấy, 2,000 đó à, năm mấy triệu trời ơi. À, cái quan trọng là được bao nhiêu discount đó phải không? Yeah. À. Thôi cứ ăn miếng là đừng lo. Béo mà. Ăn không thì có. Tôi quay hoài luôn á, mình tôi vô đây ăn. Ok, mình let's go. Let's go. Let's go. Giờ đi giờ ăn ha. Đóng cửa hết rồi, đóng cửa hết rồi. Thông báo đóng cửa hết rồi. Đóng cửa hết rồi.